người ta nghiên cứu một thứ có hai nhóm sinh viên, là cùng đang ngồi trên ghế nhà trường. Cái nhóm số 1 ấy, nhóm số 1 có cái gì? Là có cái thói quen là viết ra địa, cái mục địa, mục tiêu của mình, mục tiêu cuộc đời đấy. Và nhóm này địa, nhóm số 2 là nhóm địa, không có thói quen viết ra mục tiêu kế hoạch của mình. Và sau một điều chúng ta nhận được một điều gì? Sau khoảng 30 năm người ta mới nghiên cứu, người ta quay lại nhận thấy một điều là gì? Tổng tài sản của nhóm này là lớn gấp rất nhiều lần của nhóm còn lại. Mọi hiểu yếu ạ. Đấy là sức mạnh của gì ạ? Của việc viết mục tiêu và ám ảnh mục tiêu. Và anh chị nhớ một điều này. Để mà mình có một câu đó mà mình nghĩ là rất nhiều người rất thích, bởi vì những người mà đang trong cái nhóm mà cái chỉ số hành động rất là cao và người ta thích đạt kết quả. Để thành công thì bạn phải ám ảnh mục tiêu. Cái cuốn sách hay nhất về thành công đó là cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Chương số 1 là nói về khát vọng, chương số 2 là nói về niềm tin và chương số 3 là nói về tự kỷ ám thị. Và một trong những bạn chọn lý tổng của mình, bạn có nói một câu gì? Xếp là bậc thầy trong việc nhồi sọ. Chắc chắn là một điều đấy. Mình nói cái gì thủng não thôi. Vì sao? Bạn muốn đạt mục tiêu ấy, thì đầu tiên mục tiêu nó phải gì ạ? Nó phải rõ ràng. Nó phải clear, nó phải rất rõ ràng và cụ thể. Và thứ hai là bạn phải gì ạ? Phải thường xuyên nghĩ về nó. Bạn phải ám ảnh mục tiêu. Nên để đạt mục tiêu, thì mục tiêu bạn đầu tiên phải rõ ràng. Và thứ hai là bạn phải ám ảnh mục tiêu. Đây là điều chắc chắn. Thế bây giờ ví dụ chúng ta này, chúng ta bảo là chúng ta là lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Chúng ta là lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, các chị có đồng ý mình, các chị là người dẫn đường. Bao chị đồng ý mình là người dẫn đường ở đây? Chúng ta là lãnh đạo quản lý, chúng ta là người dẫn đường, chúng ta còn không biết mình đi đâu, mục tiêu của mình là gì, cụ thể mình phải làm gì. Chúng ta có dẫn dắt được đường người khác không? Như thế gọi là chém gió. Chúng ta không thể dạy cho người khác được thứ mà chúng ta không làm được. Đầu tiên chúng ta phải làm gương đã. Mọi người dung á. Và mình tin chắc rằng ấy, tất cả những thủ lĩnh người ta giỏi là người ta luôn nghĩ có mục tiêu rất rõ ràng, người ta ám ảnh mục tiêu, người ta ăn nằm mục tiêu, người ta ngủ mục tiêu. Thì đây mới là cái gì đây? Đây là một trong những cái thói quen. Ví dụ ở bên kia thì cũng là bạn. Mình vẫn nhớ trong clip bây giờ như đội bên HR là mình có mời tập lúc Quỳnh Trang để chia sẻ về sale. Bạn clip một hệ thống khoảng 30.000 người bên dưới. Đấy. Mỗi một năm thu nhập của bạn khoảng 1 triệu đô. Khoảng 1 triệu đô. Bạn cái gì đang nói có gì không? Bạn nói về sale ấy. Câu đầu tiên bạn thở ra một câu gì? Là phải ám ảnh của mục tiêu. Và tất cả các leader sale ấy, như ví dụ mình kiểm tra tất cả các leader sale, leader là marketing, mình hỏi một câu như này: khi mà chúng ta muốn giao cho đội ngũ mình ấy, để đội ngũ mình làm được việc ấy, cái chị nhớ một điều này. Mình có thói quen mình hay check này. Hỏi thôi. Chúng ta nói về mục tiêu. Chúng ta nhìn mục tiêu này. Nó có nhiều cấp độ như sau. Thứ nhất là nó có. Thứ hai là nó có gì ạ? Nó có rõ ràng và gì ạ? Và cụ thể không? Cấp độ tiếp theo là gì ạ? Là gì đấy chị ạ? Một là có hay là cụ thể không? Tiếp theo là gì ạ? Chúng ta có gì ạ? Có ám ảnh của nó không? Thứ tư là gì ạ? Chúng ta có gì ạ? Có hành động của nó không? Hành động tiếp theo là chúng ta có gì ạ? Có phương pháp để gì ạ? Để các anh chị đổi nhé. Sau khi anh chị mình sẽ đổi này. Số 4 là chúng ta gọi là gì ạ? Phải có phương pháp để gì ạ? Để đạt mục tiêu. Và số 5 là gì ạ? Là hành động. Và số 6 là có cam kết gì ạ? Tới cùng. Các anh chị để ý nhé,
tất cả những người nhân viên của mình giỏi ấy, sẽ nhận ra một cái điều khác biệt này, là mục tiêu của họ thường xuyên trong tiềm thức. Mọi người hiểu không? Họ sẽ không bao giờ phải nhìn vào cái máy tính này đâu. Mục tiêu có trong đầu, trong tiềm thức, không bao giờ phải nghĩ hay phải hỏi với cả bật máy tính chứ đâu. Những người đấy là không có, người ta cái chỉ số hành động và cái là cái động lực thúc đẩy công cao. Những cái người mà đạt được mục tiêu thì đầu tất cả các vấn đề mục tiêu họ, thứ nhất là phải có, hai là rõ ràng cụ thể, thứ ba là phải tư là không biết rõ phương pháp, know how đấy, cụ thể phải làm gì là mục tiêu. Tiếp theo là cái chỉ số hành động của họ, cuối cùng đó là phần cam kết và nhận. Đây là mục tiêu cuối cùng. Nên khi họ chị anh chị mà tiếp xúc một nhân viên, một quản lý, các anh chị phải hiểu là ok mục tiêu họ ở tầm nào. Hay là mục tiêu chỉ có thôi, tôi rõ ràng cụ thể không? Ngày mai chúng ta sẽ làm một cái bài tập về cái phần thực thi. Thì cái mục tiêu là chúng ta muốn đạt được điều gì đó thì đầu tiên là chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng. Và thứ hai là chúng ta phải ám ảnh. Ám ảnh về phương pháp tất cả mọi thứ chúng ta mới đạt được. Và cái mục tiêu đấy nó đủ lớn thì nó cao cao, nó trở thành cái động lực nó thúc đẩy chúng ta gì ạ? Mỗi ngày. Lên ngay chị nhé, mình sẽ không vào mình tin, ví dụ nhân viên bảo là nhân viên bảo gì ạ? Dạ, anh ơi, em có mục tiêu làm được cả tháng. Tất cả những người như vậy không phải là dân thực chiến. Những cái đồng chí mà lãnh đạo quản lý team thực chiến, kể cả mục tiêu ông có ở trên đã, ông có trên máy tính rồi, ông có làm rồi, gửi tôi rồi. Như chị biết không, thói quen để tạo ra kết quả là phải là thói quen giám đốc 1 phút, 1 minute manager. Đúng không? Bỏ máy tính ra, bây giờ ông gặp máy tính lại, ông nói mục tiêu của trên bảng đi. Ông nói cho tôi biết là phương pháp làm mục tiêu đi. Bao giờ ông không cần máy tính, ông không cần giấy tờ, ông cần gì, ông nói được như vậy, tôi bắt đầu tin ông. Mọi người đúng không? Thế mọi người hay để các nhân viên là phải dở cái máy tính ra hiểu như vậy không? Một cái ông mà ông ấy gọi là gì ạ? Nó ăn vào trong tiềm thức, ăn vào trong máu rồi. Cái là nói bắt đầu là biết họ phải đạt được. Còn bây giờ phải dở cái máy tính, dở cái slide, dở cút nó chỉnh chiếu phải ngó lại thì theo anh chị có đạt được không? Mình còn phải nghĩ mà muốn đạt được mục tiêu nó phải ăn được máu, nó phải ăn được tiềm thức. Thì đấy là cái điều mình chia sẻ, cái kinh nghiệm của mình trong cái quản trị là sẽ như vậy. Thì cái đây là mình nói về thiết lập mục tiêu. Rồi ok, chúng ta sẽ đi tiếp. Bài tập thì bạn ấy làm chứ. Lúc bạn ấy làm bài tập này là bạn chưa có gì đâu. Mới vào nghề. Chúng ta nhìn này, 32 tuổi, cách đây cũng gần 3 năm. Là một chuyên gia về thuật du học, đào tạo đội nhóm, bạn ấy có hình thức khá là ưa nhìn, thích đọc sách tham gia vào bán hàng. Đấy, đây là thời điểm này. Và bạn nhận thấy một điều gì ạ? Mình có cái đam mê về con người phát triển bản thân, mình có thấy cái nhu cầu hướng nghiệp đào tạo và mình có tài năng về lãnh đạo tạo truyền cảm hứng và nó phải đúng với đạo đức luật pháp văn hóa và bạn muốn trở thành một cái người mà chuyên cảm hứng phát triển bản thân và hướng nghiệp đấy và bạn muốn trở thành một ai ạ, một chuyên nhờ một nhà đào tạo truyền cảm hứng và bạn ấy để làm được để đi từ thời điểm đó thời điểm mà 32 tuổi đến thời điểm mà trở thành chuyên nhờ thì bạn làm như thế nào? Bạn có tư duy phát triển bản thân liên tục, xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân, luyện tập thể dục, truyền cảm hứng, đào tạo các đội nhóm, chia sẻ kiến thức giúp đỡ cộng đồng. Thì đến bây giờ là gì ạ? Cái thu nhập của bạn một tháng trung bình khoảng 5-600 triệu trên một tháng. Có hiểu như vậy? Là một người phụ nữ độc lập, tự đứng trên đôi chân của mình. Khi mà bạn có thứ từ bàn tay trắng. Sau 3 năm thay đổi, đáng kể không ạ? Các anh chị có thể lên Facebook bạn sẽ search Lục Thúy Hoa là thế nào? Bởi vì mình muốn chia sẻ với chị là những câu chuyện là case study thật. Chứ mình không được nói những câu chuyện case study thôi. Ở đây có Phương Anh La Mơ là một câu chuyện ở bên Phạm Kim Group đúng không? Đỗ Kinh Nguyên là người coaching của em đúng không? Là người thay đổi của em đúng không? Đấy. Thì Phương Anh La Mơ sẽ là một câu chuyện như vậy. Câu chuyện truyền cả đầy cảm hứng đúng không? Đấy, tất cả một con mọi thứ là gì ạ? Xuất phát từ con số 0 và làm cho mọi thứ. À, chị Lê cũng là thấy câu chuyện như vậy. Thì đây là một cái bài tập. Rồi, chúng ta sẽ làm bài tập này, chúng ta sẽ làm bài tập này rất là nhanh thôi. Chúng ta làm với chính mình. Đấy. Chúng ta sẽ làm bài tập này trong vòng đúng 15 phút. Sau đó chúng ta sẽ quay lại học tiếp, được chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Có 15 phút làm bài tập này.